Phương Kinh Cu nhỉ? Đúng rồi ạ. À, anh ở đâu anh? Mình ở huyện Ba Vì, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 40 cây. À, Ba Vì à? Ba Vâng. Vì à? Có hỏi bê, bê, bê một con chim gần hệ chim khách về khoảng bao tiền anh nhỉ? Khách nhà mình thích chim khách à? Và Khách là chim già đúng không? chim gà 1,5 triệu. 1,5 triệu à, chim khách à, chim gọi được cái phòng Chơi được rồi, nói chung đi chơi được. khoảng bao nhiêu năm rồi anh? Nó khoảng 1,5 năm Năm ít rồi thôi á, ít 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 thế anh muốn luyện nó ra đã rồi. đang gọi được rồi, đã gọi rồi à? Bón từ nhỏ, nuôi mồ côi mẹ bố. 1,5 triệu à? Em ở bên Mê Linh, nhưng mà bên bên Mê Mê Linh Linh mình cũng chuyển hàng mấy đơn hàng đấy rồi, Mê Linh Vĩnh Phúc thì gần đây rồi. triệu anh. Chuyển đi bây giờ, chuyển nhà xe đó chuyển, hoặc nếu mà nhanh thì cũng trong ngày nào về nơi mà. Trong ngày 1,5 triệu, 1,5 triệu là chim chim gụ thuần rồi đấy, gọi được đấy. Chim thuần bảo gáy các thứ chơi được rồi mà, chỉ có mình bây giờ về mình huấn luyện theo cái phong cách của cậu đó thôi, còn bình thường là nó thuần, gọi là nó đến nó rỉa tay rỉa tiếc các thứ, cườm kiếc già móng vảy đầy đủ hết rồi. 1,5 triệu à? Và em cũng đang muốn mua mua một con, nhà có một con rồi nhưng vừa chuẩn bị để quên lồng rồi, quên chân không quên cửa lên mua trước, mua mấy năm rồi, 5 6 năm rồi, mua từ nay năm 11 cơ, mua mua 5 triệu ấy, nhưng mà vừa rồi để quên quên cửa lồng nên nó bay bố mất một con, bay 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 còn một con em đang muốn mua thêm một con nữa, Hôm nên em nào cũng có tính thời là gian lên trên này em chơi ở tham chỗ bên quan em ở chỗ bên đó, chỗ Phan anh biết không? Mê Linh thì mình thực ra mình biết là cái Ba khu vực Vì thì đấy. anh ở huyện Ba Vì à nhỉ? Huyện Ba Vì thì mình ngay ở khu khu ngay khu chỗ khu gần chỗ thị xã Sơn Tây mà. Cái này biết mổ Rồi rồi, mổ thì anh thạo rồi. Mổ từ lúc bây giờ về là cho nó uống nước này, cho ăn cái hóc luôn được, ơi. hóc luôn từ trong 1 2 ngày thoải mái, chim già rồi mà. Thì mình Bây giờ mà có một con nào mà nó gáy gáy tốt tốt thì khoảng bao nhiêu tiền cho gáy chơi được rồi chứ gì. vâng. Gáy chơi mà con chơi hay một con thì tầm 1,5 triệu. Bao nhiêu à? 1,5 triệu. Anh gửi cho em một clip một con nào đấy, chụp anh quay em tí, anh khoảng mấy bao nhiêu giây thôi, anh gửi vào Zalo em mới xem mất xét em được. Được, Xong là cái Zalo em vào cái số được. này thì Và rồi anh chuyển cho em, nếu mà con nào nó phải chơi chơi nó gì gì tí để em đấy, em đi nó phải đấu chú ý gì cho tôi để phải con đấy nó hăng lắm, con đấy đánh bạn hết luôn. Thế vâng là nhận hàng rồi gì, dạ nhận hàng được rồi gì. bọn em nhận được rồi. Đôi chim đấy là đôi chim hay lắm đấy, anh đánh dấu riêng ở đấy rồi. Thì về là có lồng chưa, nhốt chưa? Vâng. Khổ đặc đấy, về chịu khó chăm làm giống anh không, anh quay con được nhận hàng chơi được, xem anh thích thì anh chuyển cho em nhá. Vâng, anh cho anh quay em cái clip con nào nói thì anh gửi cho em con nhá, được không? Thế cái Zalo của em là đăng ký bằng số như này thì. Vâng, Zalo của em thì mọi thứ em về số này là số này tôi xin em mà. Rồi Với rồi, lại ok. em bảo này, trước đây em nuôi chim ấy, nó thỉnh thoảng trong mắt thì nó làm sao hả anh? Mắt nó sưng lên thì nó to làm sao? Đau mắt nó sưng lên là mình xem lại cái nguồn nước uống này, mình thức ăn mình không để lưu tồn nước uống, không không nên để nó bẩn quá, chuồng nó không được bẩn quá. Nếu mà phần lớn là chim mà bị đau mắt là nó ở cái kiểu là nó do cái môi trường chật và bẩn, nên là nếu như mà mình bị rồi thì mình dùng cái chính xác